Chìm đắm vào một thế giới fantasy được thiết kế theo phong cách hắc ám đáng sợ trong tựa game nhập vai nhàn rỗi Baki Shisado Kanker. Cứ tưởng chừng cuối năm 2023 thì sẽ không còn một tựa game nào chất lượng xịn sò được ra mắt, nhưng game Baki Shisado Kanker đã khẳng định rằng điều đó sai hoàn toàn. Người chơi sẽ được trải nghiệm một tựa game nhập vai nhàn rỗi kết hợp với yếu tố hành động hứa hẹn sẽ làm người chơi đã mắt, với loạt hiệu ứng trong các cuộc chiến. Bối cảnh diễn ra tại một thế giới fantasy thần bí, tuy nhiên không giống với các thế giới khác. Thế giới của game Baki Shisado Kanker đã bị xâm chiếm bởi lũ quái vật xấu xí. Chỉ có một số ít người may mắn và có năng sức mạnh là sống sót được, nhưng họ cũng không thể thắng được bọn chúng. Cho đến một ngày có một tổ đội mạnh mẽ đứng lên và tiêu diệt sạch bọn quái vật gần đó. Họ được gọi là tổ đội Baki Shi. Họ chiến đấu để chinh phục hắc ám và lấy lại sự bình yên cho thế giới này. Trong game Baki Shisado Kanker, người chơi sẽ là chỉ huy của tổ đội đó. Họ gồm có 4 nhân vật, mỗi nhân vật đều sẽ có một nguyên tố của riêng mình. Thông qua việc sử dụng cơ chế khắc chế mà người chơi có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch hơn. Bên cạnh đó, người chơi còn có thể sử dụng kỹ năng của mình để gây ra hàng loạt hiệu ứng kỹ năng đặc sắc trong suốt quá trình chiến đấu. Đồ họa của game Baki Shisado Kanker có thể nói là có hơi rùng rợn. Tuy nhiên, điều này cũng rất dễ hiểu khi thế giới đã bị xâm chiếm bởi quái vật. Do vậy, tạo hình của nhân vật lẫn quái vật đều có trông rất kỳ dị. May mắn thay là người chơi có thể thay đổi trang phục cho nhân vật của mình để tạo nên một phong cách độc đáo của riêng mình. Bên cạnh đó là hàng loạt các hiệu ứng loa mắt và đặc sắc cũng sẽ khiến người chơi thích thú. Ngoại trừ việc áp dụng yếu tố hành động chặt chém vào tựa game nhập vai nhàn rỗi, nhà phát hành của tựa game Baki Shisado Kanker còn tuyên bố rằng game sẽ có 1.000 màn chơi với nhiều chế độ hầm ngục từ dễ tới cực khó để thách thức người chơi phá đảo. Nhìn chung thì tựa game Baki Shisado Kanker sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày cuối tuần và dịp lễ sắp tới. Không chỉ sở hữu lối chơi hành động hắc ân silasi trong tựa game nhập vai nhàn rỗi, mà game còn có đồ họa và tạo hình nhân vật cực hấp dẫn đang chờ bạn khám phá.